những em nào được coi là an toàn nếu các em có độ cộng hơn 1 độ cộng, hay là các em 1 độ 25 cộng, 1 độ rưỡi cộng, tức là những em nào bị viễn thị mà viễn thị nhiều, thì những em nào trong cái lứa tuổi, những em đó trong cái tuổi 6 tuổi các em vẫn an toàn. Đó là yếu tố thứ hai. Khi mà nói đến các em đó, thưa bác sĩ, thì từ 6 đến 7 tuổi mà đang thấy cũng có nhiều người đó muốn cho con em mình đó, nó ngồi yên, nó không có quậy đó bác sĩ, thì cứ cho iPhone với iPad. Nó chơi nhiều đất chưa biết nói nhưng mà nó đã bấm lung tung. Thì Mậu Lan còn nhớ là cái ánh sáng xanh bác sĩ nói từ trong những cái thiết bị điện tử này nó rất là nguy hiểm cho con mắt của các em, phải không ạ? Vâng, cái vấn đề ánh sáng xanh mình sẽ có dịp mình nói trong lần khác. Dạ. Chúng ta tập trung lại vấn đề là các em sử dụng. Giống như chị nói, các em nhỏ, chúng tôi từng chiếu trên TV những cái hình các em còn đang nằm bò thôi mà các em đã coi iPad rồi. Đó là một cái thật sự, một cái nó là một cái mà coi như là chúng ta hơi lạm dụng quá mức cái thiết bị điện tử. Yeah. Và nhiều khi bố mẹ cũng muốn để cho con yên, không khóc. Yeah. Đi thôi, khóc khóc nhiều quá, quấy rầy quá, thôi iPhone, iPad đó. Thì cái đó là một cái mà cũng là một cái nguy hại cho cái mắt của các em. Yeah. Tôi vẫn lên đài thường xuyên, tôi vẫn có lời khuyên là không nên cho các em nhỏ tuổi dùng iPhone, iPad. Yeah. Cái đó là quý vị đã vô tình nhiều khi quý vị làm hại cái mắt của các em. Yeah. Vâng, thì giờ trở lại cái yếu tố thứ ba. Cái yếu tố thứ ba này nó hơi đặc biệt tí xíu. Thì chị có biết là cái khi mà người ta nói là nhìn một người đó hai cái lồng đen đó mà nó cứ sát vô cái con cái mũi đó. Ừ. Giống như mình nhìn thấy người đó hơi lé lé đó. Ừ. Thì chúng ta thông thường chúng ta nhìn thấy người này nếu mà lé ít thì mình gọi là lé kim. Yeah. Còn nếu mà lé nhiều hơn thì coi như mình thấy người này lé. Ừ. Thì cái đó là mình cũng chỉ nghĩ là cái này là một cái bình thường bẩm sinh sanh ra vậy thôi. Ừ. Mà thưa quý vị, người ta nghiên cứu ta thấy là một đó là một yếu tố gia tăng cái độ cận thị rất nhanh. Khi em nào mà cái mắt mà lé vô và cái mắt sát lại với nhau nhìn cái mũi như vậy đó, thì những em đó tăng độ cận thị nhanh hơn các em khác. Dạ, thưa bác sĩ, Mậu Lan được biết rằng khi mà các em còn nhỏ mà mình treo những cái đồ ở trên cho các em đó, lúc là các em còn nằm trong nôi đó, mà treo những cái đồ mà nó quay đó, mà treo gần quá các em nhìn đó, riết nó cũng bị gần đó bác sĩ. Chị mình nói, phải treo đúng cái khoảng cách đúng không ạ? Tại vì trong cái mắt chúng ta nó có 6 cái cơ mắt để nó điều khiển cái mắt của chúng ta. Dạ. Và khi mà các em nào mà trong lúc mà nhỏ mình đã treo những chị nói đúng treo những hay là cho các em nhìn gần quá. Yeah, yeah. Thì lúc đó cái mắt, cái cơ mắt của các em á, phía trong nó mạnh hơn và phía ngoài nó yếu hơn, và đương nhiên nó sẽ nó tạo một cái giống như các em nhìn nó dễ bị lé hơn. Đó là cái yếu tố mà chúng tôi muốn nói là yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ bốn là cái yếu tố này á, là cái yếu tố mà quý vị nhìn thấy các em nào mà cứ nhìn tivi mà cứ nheo mắt như vậy nè, nheo là các em cố nhìn để thấy rõ đó, thì cái đó là do cái sự điều tiết của các em kém. Mà khi sự điều tiết của các em kém như vậy đó thì các em phải cố nheo mắt để các em thấy. Những em mà cái mắt điều tiết kém như vậy á, những em này sẽ gia tăng độ cận thị nhiều hơn các em khác. Dạ. Yeah. Và nếu mà như vậy đó, Mậu Lan thấy rằng có nhiều trường hợp các em đi học đó bác sĩ, thì khi mà các em đi học đó, các em vô trong trường hay là các em làm homework á, các em cứ nheo mắt, rồi tự nhiên cái điểm đang còn A hay B tự nhiên sụt xuống thành D, mà mình cứ nói rằng các em lười không học hoặc là các em không có thông minh, mà thật ra đó con mắt nó rất là quan trọng, phải không bác sĩ? Vâng chị, tất cả những cái cận thị á, nhiều cái phụ huynh chúng ta đi làm nhiều chúng ta cũng để ý. Khi các em mà cái là học lực của các em kém đi, và các em mặc dù các em có đeo kính là có thể do cái kính em lên độ, còn em chưa đeo kính thì có thể cái mắt các em đã yếu rồi. Yeah. Cho em dùng cái thiết bị điện tử nhiều quá thì mắt các em yếu, và khi yếu thì cái học lực các em kém. Thì biết tại sao kém không? Tại các em không nhìn thấy vậy. Đúng rồi ạ. Yeah. Không nhìn thấy thầy cô giáo giảng cái gì hết, và các em mắt các em mờ và các em không thấy. Không thấy thì nó dẫn tới không nhớ. Yeah. Đó, cái hai cái đó quan trọng, không thấy thì không nhớ. Yeah. Yeah. Tại vì tất cả những cái ký thức, ký ức hình ảnh, tất cả cái hình ảnh nó sẽ đi vào não chúng ta, và khi cái graphic memory nó cũng nhờ cái đó mà các em nhớ bài. Cái yếu tố thứ 5 và yếu tố thứ 6 là yếu tố về cái hai yếu tố này rất quan trọng. Và yếu tố nó gọi là yếu tố thứ 5 là yếu tố môi trường bên ngoài. Yeah. Môi trường bên ngoài thì họ chia làm như thế này, 3 cái mốc. Thứ nhất là nếu mà các em nào mà ở trong nhà mà không ra ngoài, tức là chỉ ra ngoài 0 giờ cho đến 1.6 tiếng thôi. Cái đơn vị họ tính là 1.6 tiếng. Thì những em này đó là cái cận thị tăng gấp 2, gấp 3 lần các em bình thường. Còn các em nào mà ra ngoài mà từ 1.6 tiếng cho đến 2.7 tiếng, đó, 2.7 giờ đó, thì những em này đó là bị cái mức độ gia tăng độ cận thị trung bình. Còn những em nào mà ra ngoài mà nhiều á, từ 2 tiếng tới 2.7 tiếng trở lên đó, thì những em này ít bị cận thị hơn các em khác. Thành ra nói chung cái tóm tắt của cái yếu tố này đó là các em nào ra ngoài đường chơi, ra ngoài trời chơi càng nhiều các em càng ít bị cận thị.
Rồi, đó là cái yếu tố mà ánh sáng mặt trời có phải không thưa bác sĩ? Yếu tố đó nó vừa phối hợp ánh sáng mặt trời, tại trong ánh sáng mặt trời nó có cái vitamin D, nó kích thích cái vitamin D, và người ta trong một số thống kê người ta vẫn chưa biết hiểu rõ cái cơ chế, nhưng mà hầu như các em nào ra ngoài trời nhiều và có vitamin D thì cái độ cận thị các em nó slow down, tức là nó chậm lại, nó tăng ít hơn. Và yếu tố cuối cùng là trong 6 yếu tố là yếu tố mà các em sử dụng mắt gần trong cái thời gian mà ở trong nhà đó, thì cái thời gian indoor đó thì các em sử dụng mắt gần nhiều hay ít, thì cái thời gian này họ loại trừ cái thời gian mà họ các em ở trong trường học. Cái thời gian học là không tính. Thì cái thời gian là các em về nhà thì họ nói là gồm near tasking, là gồm reading nè, các em đọc sách nè, các em homework nè, các em dùng handheld điện tử chơi game, rồi các em ngay cả các em drawing, các em vẽ, và các em dùng các computer, iPhone, iPad. Thì tất cả những cái yếu tố này á, là những yếu tố mà nếu người ta quy định cái số giờ, nếu các em nào dùng trong nhà mà hơn 3 tiếng đồng hồ đó thì hầu như các em này tăng tỷ lệ tăng cận thị tăng gấp 2, gấp 3 lần các em bình thường. Nếu các em dùng từ 2 tới 3 tiếng thì các em tăng gấp 2 lần các em bình thường. Và các em nào dùng ít hơn 2 tiếng hay là thậm chí ít hơn 1 tiếng thì các em này ít bị cận thị hơn các em khác. Thì tóm lại 6 cái yếu tố này tôi muốn nói là 6 yếu tố mà tăng làm nguyên nhân lại làm tăng cái cận thị nhanh hay chậm, là tất cả cái đó là trong 6 yếu tố chúng tôi vừa đưa ra. Nếu quý vị nào mà muốn biết thêm hay là văn phòng chúng tôi có và trên website chúng tôi cũng có. Và một cái quy luật họ đưa ra như thế này, những cái nhà nghiên cứu này họ đưa ra đó, thì họ cho biết là nếu mà em nào chỉ cần mắc phải một trong 6 yếu tố đó thôi thì em đó nên đi khám mắt mỗi 6 tháng một lần, chứ không phải là 2 năm một lần. Cái về cái chương trình Medicare là họ cho cái họ cho các em khám mắt thông thường là 2 năm một lần. Cái đó thực ra cái đó là một cái hơi thiệt thòi cho các em. Nhưng mà quý vị nhớ trong đó họ cũng có một cái nốt là nếu các em nào trong vòng 6 tháng mà tăng hơn 0.5, tức là tăng nửa độ đó chị, thì những em đó thì coi như sẽ được đi tới các văn phòng khám mắt và chúng tôi sẽ xin phép cho các em để các em được khám mắt mà coi như không phải trả tiền. Đó. Thế nên quý vị nhớ là trong cái phạm vi đó, quý vị nhớ khi nào các em cần đi khám mắt là quý vị thấy các em thay đổi cái mắt các em nheo, là khi các em mắt các em thấy mờ và học lực các em kém thì quý vị nên cho các em trong vòng 6 tháng nên đi khám mắt lại. Nhất là những em mà có cả hai bố mẹ là đều bị cận thị. Cảm ơn bác sĩ nhãn khoa James Trương, số điện thoại để quý vị gọi để làm hẹn với bác sĩ nhãn khoa James Trương để được tham khảo miễn phí là 714-418-9607, 714-418-9607. Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Tilly TV trên toàn thế giới, khi mà quý vị có dịp về quận Cam, về Orange County, miền Nam California chơi trong một vài tuần thì mong là quý khán thính giả sẽ đưa các em đến với bác sĩ nhãn khoa James Trương, ngay chính bản thân quý vị cũng vậy, tại vì bác sĩ nhãn khoa James Trương đã dùng cái phương pháp OrthoCare để mà ngăn cái độ cận thị. Rồi một cái phương pháp nữa như bạn đang có thưa là bác sĩ nhãn khoa James Trương là hội viên của hiệp hội COVD, tức là Vision Therapy, là cái phương pháp mà điều chỉnh thị lực đó bằng những cái kính lọc màu đó. Thì ngoài cái phương pháp AutoCare ngưng cái tăng độ cận thị đó, thì cái phương pháp kính lọc màu nó rất là hay thưa quý vị. Đây là cái phương pháp mà bác sĩ hay nói là của người mới ta đó, là làm sao như vậy chốc lát chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thì cái phương pháp này nó giúp cho các em giảm cái độ cận thị đến một cái thời gian nào đó mà các em đeo cái kính lọc màu này đó, thì mỗi ngày chỉ có mười mấy 20 phút, nhưng mà sau đó nó sẽ giúp cho các em rất nhiều tùy theo cái tình trạng mắt của các em. Thì quý vị ở khắp nơi trên thế giới, quý vị về quý vị chỉ cần đến với bác sĩ nhãn khoa James Trương. Quý vị đừng nghĩ rằng đó là quý vị ở xa bác sĩ không có chữa được. Bác sĩ có rất nhiều bệnh nhân từ Việt Nam qua, tại vì bên Việt Nam cũng có người làm OrthoCare. Nhưng thưa với quý vị là ngay cả ở tại quận Cam này đó, bác sĩ là một trong những vị bác sĩ ở trên toàn thế giới được gọi là hội viên của fellowship. Bác sĩ nói sơ qua một chút xíu này đi để Mậu Lan mời gọi quý khán giả, nếu mà quý vị cần đến tham khảo thì có thể đến với bác sĩ, tại vì bác sĩ không cần phải cái người đó ở đây, bác sĩ vẫn có thể chữa được phải không ạ? Vâng, thì như chị, cái phương pháp AutoCare là phương pháp để giúp cho các em giữ độ và coi như là không tăng độ, không có tăng độ. Thì cái lát nữa mình sẽ nói về cái phương pháp này. Thì từ